Chạy bò tư chiến. Kính chào quý khách, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021, tức là ngày mùng 9 âm lịch. Ngày em trong cái đợt dịch này trại bò ngừng hoạt động tới ngày 2 tây tháng 8. Tới ngày 2 tây tháng 8 mình trại bò mình hoạt động trở lại. Ngày 2 tây tháng 8 hết dịch rồi mình trại bò mình hoạt động trở lại. Ngày mình giao cho khách hết. Trại mình giờ không còn nào hết, lạnh tanh hết, lại lạnh ngắt, trong trại bò lạnh ngắt không có con nào luôn. Bò lâu về trong trại lúc nào cũng đông bò, nay lạnh tanh thấy rất là buồn. Mua bán thì dịch này không có khách, không có đến với trại được, lại đừng các cái chốt ở các tỉnh không cho qua tỉnh, có chỗ thì cho qua, có chỗ thì không cho qua, không có đi được. Nên quý khách cũng thông cảm trong mùa dịch. Qua cái đợt này thì tầm hai ngày 2 tây tháng 8 mà được tại bò hoạt động trở lại. Không, đợt này không có mua bán gì được hết, cho nên mình ngưng hoạt động cái thông thời điểm dịch. Địa chỉ trại mình là lộ DT19 gần Quỹ ban xã Nhận Phú Tân, đây tỉnh Bến Tre. Trong thời gian hết dịch thì quý khách trại bò, quý khách gần xa đến với trại dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chuyện chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. 2 tây tháng 8 trại bò hoạt động trở lại bình thường hết dịch. Bắt đầu từ ngày mai là ngày 19 tháng 7. Trong mùa dịch thì giãn cách xã hội từ bắt đầu từ ngày 19, cho nên trại bò ngừng hoạt động. Trong trại mình có hết bò gắn tanh, không có khách, với lại dịch này mình không có mở cửa luôn, ngừng hoạt động luôn. Tới ngày ngày 2 tây tháng 8 mình bắt bò trở lại, về trại rất là đông. Để dịch tim em cái hết rồi dịch này cái mình bắt bò trở lại giao cho khách. Ngày 2 tây tháng 8 này bò mình làm trở lại bình thường. Nhộn nhịp cái đường xá, người ta khách người ta đi cũng đông, người ta mua sắm bắt đầu từ ngày mai, cho nên không có đi hạn chế đi lại trên đường, cho nên nay người ta đi rất đông. Ngày mai bắt đầu cách ly giãn cách xã hội, cách xã này qua xã kia, cho nên tại bò nó không có đi mua bán gì hết hết. Đừng tới 2 tây tháng 8 cây lò này hoạt động trở lại. Rồi cuối video mình cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với trại ủng hộ trong việc chăn nuôi. Một lần nữa tại bò mình cũng cảm ơn quý khách đã đăng ký theo dõi kênh YouTube trại bò tư chiến. Rồi, cũng cảm ơn quý khách.